Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu các vùng kinh tế trên cả nước năm 2024, Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đông Nam Bộ được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận các giải pháp liên kết vùng trong công tác xúc tiến thương mại, phát triển xuất nhập khẩu. Được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đây là hội nghị thứ tư sau thành công của các hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Đây cũng là sự kiện xúc tiến thương mại lần thứ hai do Bộ Công Thương tổ chức sau hội nghị lần thứ nhất được tổ chức thành công vào cuối năm 2023 tại tỉnh Bình Dương. Sự kiện lần này thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự, tập trung bàn thảo về một số vấn đề quan trọng của vùng Đông Nam Bộ như liên kết vùng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô hàng hóa lớn phục vụ xuất khẩu, tăng cường kết nối các khu công nghiệp, khu chế xuất để hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp xuất khẩu, phát triển dịch vụ logistics gắn với tăng cường liên kết vùng và xây dựng các doanh nghiệp mạnh về logistics phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, xây dựng thương hiệu hàng hóa chất lượng cao, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm chủ lực. Bên lề hội nghị lần này còn có không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm của các địa phương, doanh nghiệp trong vùng Đông Nam Bộ nhằm kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ của vùng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng và năng lực xuất khẩu được ban tổ chức hội nghị tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu hợp tác kinh doanh và đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.